Cái răng to, nó người của tớ rồi đấy. Ngoài bài tớ rồi đấy, bài của tớ đang nghe. Thế răng to, sao cô lại ăn bút màu? Bút màu để tô màu, sao cô lại ăn? Tớ thích ăn thì kệ tớ. Tao ơi, hôm nay tớ đi học tớ rơi mất hộp bút màu trên đường rồi. Giờ chả có hộp bút màu nữa. Bạn Gabi ơi, thôi bạn đừng buồn nữa nhá. Gabi ơi, con lại giống người ta to, ăn hết cả hộp bút màu rồi cơ. Lại còn nói dối, làm mất nữa à? Không, tớ làm mất thật mà. Bạn đi làm rơi thật mà. Tớ không tin đâu, lúc ấy chính mắt tớ nhìn thấy người ta to ăn bút ra màu. Không tin được đâu. Hôm nay là ngày gì? Không biết được. Còn người đang to thì đang ăn dở bút sa màu. Còn bạn Gabi thì ăn hết cả một hộp bút sa màu, không còn lại vỏ. Gabi ơi, cậu làm mất hộp bút sa màu rồi. Nhưng mà cậu không có hộp bút sa màu thì cậu sẽ viết bằng gì? À đúng rồi, bây giờ tớ sẽ cho cậu hộp bút sa màu của tớ nhá. Tớ cảm ơn cậu nhé. Không sao đâu. À, hóa ra là người đang to cậu còn nhiều bút màu, thảo ăn không hết là đúng rồi. Còn Gabi, cậu có mỗi một hộp bút màu, cậu ăn hết rồi đúng không? Phải mà. Gabi ơi, kể bạn mình Gabi để tớ lấy hộp bút sa màu ra cho cậu nhá. Đây, tớ sẽ lấy hộp bút màu ra cho bạn Nga nhá. Đây, để tớ mở ra cho cậu cậu xem. Wow, đẹp quá. Bán màu sắc rồi đấy. Nhiều màu như thế này, cậu ăn làm sao hết được? Ôi, nhưng mà màu đẹp thật đấy. Gabi ơi, đây là màu sắc màu 159 tiết đấy. Cậu xem này, có rất là nhiều bút sắc màu mà mình có thể vẽ được rất là nhiều bức tranh đẹp. Đây là hai cậu bút sắc màu này, đây là cây bút chì màu này, đây là bút già này. Các bạn ơi, còn có kéo nữa này. Còn bút chì nữa này. Tẩy đứa này nó rất to. Thuốc nữa. Còn cái gì đấy? Thiết trí như bọt nữa này. Cái này là ấy vào màu nước đấy. Còn ghim nữa này. Hồ rác nữa này. Nhiều thế nhở. Đẹp không cậu? Đẹp thế. Wow, bộ bút sa màu 150 chi tiết này đẹp thật đấy. Hay là mình ăn hết bút sa màu của mình, rồi người ta to cũng cho mình bút sa màu. Bây giờ mình lấy bút dạ này để tô con khỉ này trước đi. Để tớ sẽ tô con mèn màu xanh. Đây. Phải ăn hết bút sa màu này để người ta to cho mình dùng bộ 150 chi tiết đi nữa. Tớ nhắc cậu làm gì rồi? Tớ đang chuẩn bị ăn bút sa màu đây này. Ôi, bạn nhắc nhau thật là ngớ. Bút sa màu làm sao mà ăn được? Đúng rồi nhỉ. Lúc này tớ thấy người ta to ăn bút sa màu mà. Ui, thơm thật. Ui, hóa ra đây là kẹo à? Giống bút sa màu thật. Ngon ạ. Kẹo ngon thật đấy. Các cậu ơi, đây là kẹo cao su đấy, không phải là không cao cao không được nước đâu nhá. Gabi ơi, hay là bọn mình tốt tiếp nhé. Minh Nhao ơi, cậu có đúng một bộ sa màu đó hay là cậu tôi chụp cậu bạn tới nhá. Tôi chụp bộ sa màu 150 chi tiết nhá. Cậu tôi với nhá. Ui, màu đẹp thật nhỉ. Mình sẽ thử tô màu này xem nào. Để tớ sẽ tô màu hồng. Ui, nhầm màu quá, tớ không biết chọn màu nào rồi.